Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, ngoài 4 nghi phạm là cán bộ tỉnh tuổi từ 33 đến 55, thì tổ phục vụ ở khu nhà Lang cũng được triệu tập để làm rõ nguyên nhân. Cho đến thời điểm hiện tại, chưa đủ bằng chứng để gán trách nhiệm tổ phục vụ với những người có liên quan trực tiếp gây cháy nhà Lang, nên công an tỉnh chưa quyết định khởi tố bị can. Theo những thông tin thu thập được, vụ việc xảy ra còn liên quan đến những đoàn khách trước đó cũng nướng ngô ở trong nhà Lang. Tuy nhiên, đám cháy chỉ thực sự bùng lên sau khi đoàn khách gồm 4 người là cán bộ tỉnh Hòa Bình rời khỏi nhà Lang. Sắp tới, cơ quan chức năng của tỉnh Hòa Bình sẽ ra quyết định trưng cầu một hội đồng khoa học phối hợp nhiều ban ngành chức năng để thẩm định tổng giá trị thiệt hại của vụ cháy. Hội đồng này cũng sẽ có sự tham gia hoặc tư vấn của các chuyên gia uy tín như tiến sĩ Nguyễn Văn Huy hay nhà sử học Dương Trung Quốc.